Dạ chào các bạn. Dạ như các bạn cũng biết rồi, tức là hôm nay là thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Thì hồi hôm qua, chào bạn KB Lenny. Hôm qua thì Phố Bô Sa TV có làm một cái buổi phỏng vấn vợ chồng ông Dũng Đại Nam, Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng về cái sự kiện mà họ tố cáo người tự xưng, không phải ông ta tự xưng mà được đệ tử tung hô là thần y, tức là Lang Băm Võ Hoàng Yên. Thì sau khi mà hai vợ chồng này đưa ra lời thách thức, nói là trong vòng 5 ngày nếu mà ông Võ Hoàng Yên dám công khai ra mặt xác tức là chứng minh được là mình có khả năng trị bệnh cầm điếc, chữa trị được cho 100 người, thì họ sẽ làm giấy tờ chính thức là hiến tặng một nửa gia tài của họ cho cái anh chàng Võ Hoàng Yên này. Và ngày hôm qua thì ông Huỳnh Uy Dũng đã chính thức gọi Võ Hoàng Yên là thằng, tức là giống như Khải đã từng gọi thằng Yên, Lang Băm, bịt bợm, tên bịt bợm là thằng Y, thằng Yên. Thì ông ta cũng nói là từ ngày hôm qua trở đi thì sẽ không còn thần y Võ Hoàng Yên nữa, và ông Huỳnh Uy Dũng cũng sẽ không có gọi Võ Hoàng Yên bằng ông hay là bằng lương y hay là thần y gì hết, mà sẽ gọi bằng thằng. Thì đúng ra là trong mấy ngày qua thì Khải đã có ý định sẽ có một số những cái livestream để trình bày cái suy nghĩ của Khải về cái trường hợp này. Nhưng mà có lẽ là các bạn nào mà theo dõi đó thì đã thấy là Khải đã nói sơ qua, tức là trên chương trình với Dũng Taylor, thì Khải đã công khai, Khải nói là Khải có cơ sở để đi đến kết luận Võ Hoàng Yên là một tên bịp bợm. Và giống như Khải nói, Khải không có đi đến cái kết luận đó qua những lời tố cáo một chiều của bà Nguyễn Phương Hằng, mà Khải tự đi tìm hiểu. Và một trong những cái gọi là tài liệu bằng chứng mà Khải dựa vào để mà Khải đi đến kết luận là chính những lời ngụy biện, chính những tuyên bố, chính những thước phim tự lăn xê đánh bóng bản thân, xây dựng hình tượng do tập đoàn lừa đảo Võ Hoàng Yên sản xuất, và Khải dựa vào những cái hình ảnh do họ đưa lên mạng cũng như những lời trần tình, những lời bao biện của Võ Hoàng Yên để mà đi đến kết luận thằng này là một thằng bịp bợm, có trình độ, có tổ chức, tinh vi, quy mô. Và lý do mà Khải nói như vậy là tại vì các bạn biết mấy chục năm nay cái đó là cái nghề của Khải, mặc dù không ai mướn, không ai khiến, không ai trả lương, không ai đồng tình, không ai ủy nhiệm hết. Nhưng mà Khải tự Khải làm thôi. Tức là một trong những cái tạm gọi là những cái nghiệp vụ, những cái kỹ năng mà Khải tự Khải trau dồi được là Khải có khả năng để mà tiếng Anh nó là see through á, để mà nhận biết được những cái lập luận ngụy biện dối trá, tức là tiếng Việt nói đơn giản là đĩ miệng á, già mồm, bao biện. Đó là một trong những cái kỹ năng của Khải. Thành ra khi mà Khải nghe qua, Khải có thể biết được cái người đó là đang là trình bày một sự thật hay là chỉ là bao biện ma mị khán thính giả thôi. Thì Khải không phải khoe khoang, nhưng mà đó là cái gọi là cái nghiệp vụ của Khải. Đó là lý do tại sao mà từ lâu Khải đã dám khẳng định, ít nhất là đối với bản thân Khải, Khải tự tin mà đi đến kết luận là Võ Hoàng Yên là một tên bịp bợm. Và qua cái sự việc gần đây thì Khải cũng công khai, Khải kêu gọi vợ chồng ông Dũng Đại Nam, tức là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng là nên khiếu nại, nếu mà không nói là khởi kiện cái quyết định xử phạt hành chính của Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận
đã yêu cầu Sở Thông tin thành phố Hồ Chí Minh mà phạt hai ông bà 7,5 triệu vì cái mà gọi là tội danh là đã nói chung là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để mà xúc phạm hay là đưa những cái thông tin không đúng sự thật, xúc phạm hay là gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hay là của lãnh tụ, lãnh đạo gì đó. Thì cái đó là Khải đã nói sơ qua, hy vọng trong một cái clip tới Khải sẽ nói rõ ràng hơn. Tại vì cái này nó liên quan đến cái vấn đề, cái nguyên tắc mà từ xưa đến giờ Khải Khải đã đeo đuổi rồi. Tức là đối với Khải, cái thời đại thế kỷ 21 là quan chức, tức là công chức, tức là nô bộc của dân. Quý vị được dân cử hay là được cơ cấu hay là được bổ nhiệm vào những cái chức vụ tỉnh ủy hay là cái gì đó, huyện ủy hay là cái gì đó, là cũng là để mà đảm nhiệm thực hiện một số những cái công việc. Đương nhiên để mà thực hiện những cái công việc đó thì quý vị có quyền hạn, có quyền lợi, nhưng mà nó phải đi đôi với trách nhiệm. Và quý vị là công bộc của đất nước, nếu mà không phải nói là của người dân. Ở Việt Nam thì người dân không có quyền ra lệnh, không có quyền sai khiến quý vị, không có quyền trút phế quý vị giống như ở Hoa Kỳ hay là những nước dân chủ Tây phương. Nhưng mà trên nguyên tắc quý vị vẫn là công bộc của nhà nước. Quý vị có bổn phận, có trách nhiệm đối với Đảng, đối với nhà nước. Có nghĩa là quý vị phải hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của quý vị. Chứ không thể bao biện, không thể đổ thừa, không thể đổ vấy. Rồi khi mà có người lên tiếng tố cáo những cái bất cập, những cái bất trách, những cái thiếu sót, yếu kém của quý vị, thì quý vị ra quyết định xử phạt người ta. Đây là thế kỷ 21 rồi, dù là theo cơ chế dân chủ đại nghị tam quyền phân lập hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là cái cơ chế gì cũng vậy, thế kỷ 21 rồi. Quan chức là phải có trách nhiệm và phải có khả năng để mà đảm nhiệm cái vai trò của mình. Còn nếu quý vị không có đủ trí tuệ, không có đủ đạo đức, không có đủ khả năng sáng suốt để mà đảm nhiệm cái vai trò của mình, thì một là quý vị khi mà phạm sai lầm gây ra hậu quả nghiêm trọng thì quý vị phải tự kiểm điểm, phải nhận lỗi, phải học hỏi, phải sửa sai. Nếu mà không giống như những xã hội văn minh, người ta từ chức hoặc là bị trút phế, chứ không thể đổ vấy rồi cứ là tiếp tục nghênh ngang, là coi như cái ghế đó là của mình suốt đời, cái gì cũng tại bị, rồi rồi ai nói đến là coi như là nói là xúc phạm đến 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 lãnh tụ. Đến quý vị không phải là tỉnh, quý vị không có đại diện cho tỉnh, thành ra khi mà quý vị phạm sai lầm thì người dân có quyền lên tiếng. Và quý vị phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa đổi, khắc phục cái hậu quả, cái sai lầm của mình. Chứ không phải dựa vào cái là rồi đụng tí là đổ lỗi, rồi bán cái, rồi đưa ra những cái bình phong là ổn định, rồi đất nước, rồi phản động để mà lập lờ, che giấu, phủ nhận những cái thiếu sót của mình. Khi mà quý vị có hành vi bao che, dung túng cho những kẻ tội phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng, mặc dù là vào thời điểm đó quý vị không 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 biết là cái thằng này nó là một thằng bịp bợm, nhưng mà bây giờ khi mà biết rồi thì quý vị phải hiểu rằng là nếu mà không cố tình, không trực tiếp thì là gián tiếp, vô tình
quý vị đã tiếp tay cho một cái tập đoàn tội phạm. Thành ra người dân người ta có quyền đặt vấn đề, người ta có quyền phê phán. Chứ không thể nào mà người ta nói đụng đến quý vị là quý vị đưa ra cái bình phong là xúc phạm đến tỉnh ủy, đến chính phủ để mà quý vị trù dập người ta rồi đòi xử phạt người ta. Thành ra nói chung là Khải không biết hai ông bà Huỳnh Uy Dũng có gọi là mạnh mẽ để mà lên án quý vị giống như Khải lên án quý vị hay không. Nhưng mà cái đó là một trong những cái thông điệp mà Khải muốn trình bày. Nhưng mà mấy ngày qua thì có một số chuyện Khải không có làm chương trình được, thì sẵn hôm nay Khải nói luôn. Thì trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua thì Khải có gửi cho nhà báo Vũ Hoàng Lân một câu hỏi nhờ Phobosa TV chuyển giùm đến ông bà Huỳnh Uy Dũng. Nhưng mà có lẽ là tại vì Khải gửi quá trễ và cái chương trình đó thì thật sự nhà báo Vũ Hoàng Lân cũng chỉ hỏi được có 3-4 câu thôi. Mà Khải là cho đến chương trình bắt đầu rồi, tức là Khải đang xem rồi Khải mới gửi câu hỏi. Thành ra có lẽ là nhà báo Vũ Hoàng Lân không có cơ hội để mà chuyển cái câu hỏi của Khải. Thì sáng hôm nay Khải trực tiếp, Khải hỏi thẳng hai ông bà luôn. Khải không nhớ, Khải đánh máy, bây giờ cái thông điệp đó nó nằm trong cái máy phone của Khải, Khải đang dùng để mà livestream rồi. Bây giờ Khải nhớ đâu, Khải nhớ mang máng thì Khải nhớ sao Khải nói vậy thôi. Thì hồi hôm qua Khải có nhờ anh Vũ Hoàng Lâm hỏi giùm là hai ông bà, tức là khi mà phát động cái công cuộc diệt loạn thần y này đó, tức là nói mà đốt chùa thì hơi quá, đốt chùa đây là đốt những cái chùa thôi, chứ không phải đốt cả một hệ thống tôn giáo, giáo phái. Đốt chùa tức là những cái chùa Hưng Yên Tự, Hưng An Tự gì của những cái tập đoàn lừa đảo này thôi. Thì Khải nói khi mà hai ông bà phát động cái công cuộc dẹp loạn đốt chùa này đó, thì có vùng cấm hay không? Có điểm dừng hay không? Có giới hạn hay không? Có nghĩa là nếu mà giống như hồi nãy Khải trình bày đó, nếu mà dân, người dân, nạn nhân, các cơ quan truyền thông báo chí, YouTubers, những nhà báo, những người làm truyền thông độc lập, họ tự họ lần ra đầu mối, họ phát hiện ra những dấu hiệu bao che, dung túng, đồng lõa mà có liên quan đến những quan chức đầu tỉnh, đầu huyện, những lãnh tụ cao cấp, những cán bộ có công với cách mạng lâu năm, ví dụ 4-60 năm tuổi đảng, có liên quan đến những lãnh tụ tinh thần, lãnh tụ tôn giáo, thì quý vị có còn tiếp tục ủng hộ để mà chung tay sát cánh, chung vai sát cánh để mà làm sáng tỏ vấn đề một cách rốt ráo, để lần từ cái đầu mối đó đi tìm đến cái tận hang ổ để phân phui ra mọi thủ phạm đồng lõa của cái tập đoàn lừa đảo này, có điểm dừng hay không, có vùng cấm hay không. Thì cái đó là cái câu hỏi của Khải. Dạ vâng, thì giống như Khải nói, cũng hôm nay là ngày 24 tháng 4 rồi, thì là cũng là sắp đến ngày 30 tháng 4. Thành ra Khải có hẹn với nghị viên Phát Bùi, thì Khải xin phép để kết nối với nghị viên Phát Bùi để có một cái cuộc phỏng vấn với ông. Thì xin mời các bạn chờ Khải liên lạc với nghị viên Phát Bùi.
Rồi các bạn cho phép Hà liên lạc với nghị viên Pháp Bùi nha. Dạ vâng, dạ, hello anh Phát. Dạ vâng, dạ. Dạ hello anh, mà em đang livestream. Dạ vâng, dạ, thưa quý vị, Khải mới kết nối được với nghị viên Phát Bùi. Dạ xin mời anh Phát có lời chào khán thính giả để bắt đầu cái cuộc kết nối ạ. Vâng, chúng tôi xin chào anh Khải cũng như toàn thể quý khán thính giả của chương trình YouTube của anh. Hôm nay là mình livestream trên Facebook phải không anh? Dạ vâng, và Khải cũng livestream trên YouTube anh. Dạ. Dạ. Thì thưa anh, là hôm nay là ngày hình như 24, đúng không ạ? Là còn một tuần nữa, chưa đến một tuần nữa là đến ngày 30 tháng 4. Thì không biết anh có những cái thông điệp hay là có những cái thông báo gì đến khán thính giả hoặc là với đồng hương ở vùng Little Sài Gòn, Nam Cali ạ? Vâng, kính thưa quý vị, mặc dù là bệnh dịch Covid vẫn còn đang hoành hành ở trên quốc gia và theo lệnh của thống đốc của địa bang thì tất cả các chương trình ở những công viên của các thành phố đều không được thực hiện, ngoại trừ trường hợp mà những người mà đi ra công viên để mà tập thể dục, exercise hoặc là một vài một bộ game nào đó thì vẫn còn thì có thể được, đó là những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên tất cả các thành phố, không những thành phố Washington, thành phố Garden Grove đều không được quyền tổ chức những cái chương trình gì mà nó gọi là public event, chương trình công cộng ở trong khuôn viên của các thành phố. Và vì vậy mà mặc dù đã nhiều lần liên lạc với thành phố Westminster thì câu trả lời của chúng tôi là năm nay tất cả mọi chương trình sinh hoạt tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đều không được phép thực hiện. Và chúng tôi cũng đã đợi đến ngày thứ sáu tuần vừa rồi, tức là vài ngày trước, để mà liên lạc với lại bà Diane, của là bà là giám đốc của các công viên cũng như là các dịch vụ cộng đồng ở trong thành phố Washington, thì được bà xác nhận lại thêm một lần nữa là thành phố Washington sẽ không nhận đơn cho bất cứ các chương trình nào ở tượng đài chiến sĩ nước Mỹ. Tuy rằng chúng tôi cũng đã đưa ra một đề nghị là nếu mà không tổ chức những cái chương trình lễ tưởng niệm quốc khánh 30 tháng 4 ở dưới ở trước tượng đài chiến sĩ nước Mỹ thì có thể nào cho phép cộng đồng của chúng tôi chỉ để một cái bàn hương nho nhỏ để mà bất cứ ai, bất cứ đồng hương nào muốn đến thắp nhang để mà tưởng niệm đến cái sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân đội đồng minh thì đến thắp nhang và đi về, không có tụ tập ở trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Nhưng mà câu trả lời là vẫn không được, cũng không được làm như vậy. Và nếu quý vị làm thì việc chắc chắn sẽ xảy ra là cảnh sát thành phố Washington sẽ đến để mà yêu cầu quý vị dẹp bàn thờ, hay là kể cả đừng nói là có bàn thờ mà trao để vòng hoa ở trước tượng đài chiến sĩ cũng không được phép. Và có thể nếu mà cố tình và cứ tiếp tục vi phạm thì những cái người đứng đầu tổ chức sẽ bị phạt thôi anh. Phạt đây chỉ là tức là phạt phạt về vấn đề tài chính mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi đợi cho đến ngày thứ chiều ngày thứ sáu và vào ngày thứ bảy thì tôi mới gọi đến cái thiệp mời đến cho kính mời tất cả quý đồng hương và cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali quyết định vẫn tổ chức lễ tưởng niệm quốc khánh 30 tháng 4. Nhưng mà thay vì tổ chức ở tượng đài chiến sĩ thì chúng tôi đã được cái sự đồng ý của đền Thánh Trần cho phép chúng tôi được tổ chức ngay trước tượng Đức Trần Hưng Đạo trên đường Bông Sa. Chương trình sẽ được tổ chức vào đúng 6 giờ rưỡi chiều thứ sáu ngày 30 tháng 4. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với tập thể chiến sĩ Trung tâm Điều hành Tây Nam để cùng đứng ra tổ chức. Và
buổi trưa thì sẽ có cái lễ chào cờ đúng ngọ đúng trưa do đền Thánh Trần phối hợp cùng với Liên hội cựu chiến sĩ để mà tổ chức lễ chào cờ đúng ngọ vào trưa thứ tư, và đến chiều là 6:30 thì chúng ta sẽ có một cái nghi lễ nhỏ đơn giản nhưng cũng sẽ rất là cảm động và trang trọng, và chúng ta sẽ chào cờ lúc đúng 6:30, sau đó là một vài phát biểu ngắn của một người đại diện cho cộng đồng là cá nhân tôi và một người đại diện cho tập thể các cựu chiến binh Việt Nam ở hải ngoại, và sau đó là thêm một vài văn tế ngắn nữa, là chúng ta bắt đầu ngay vào cái chương trình thắp nhang và thắp nến và đốt nến. Sau đó thì quý đồng hương có thể đến tuần tự lên thắp nhang hoặc là đốt một cái nến hoặc là bật một cái nến lên để mà tưởng niệm đến tất cả các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, cũng như tưởng niệm đến tất cả các đồng bào, những người đã bỏ mình trên đường tị nạn, thưa anh. Ồ dạ vâng, cảm ơn anh Pháp Bùi. Hồi nãy Khải, xin lỗi Khải quên giới thiệu, đối với những tại vì lâu rồi, cũng khá lâu rồi Khải chưa có dịp để phỏng vấn lại nghị viên Pháp Bùi, cho phép Khải giới thiệu lại đối với những khán giả mới của Việt Youth TV, Diễn đàn Dân Chủ. Tức là anh Pháp Bùi là chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, có phải vậy không ạ? Và anh cũng là nghị viên của thành phố Garden Grove. Thành ra là anh Phát Bùi thường là hay tổ chức 30 tháng 4 thì anh đại diện cho ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali tổ chức những buổi tưởng niệm mà 30 tháng 4 mà gọi là tháng 4 đen hoặc là ngày quốc hận, phải không ạ? Đúng là như vậy thưa anh, thì cái việc này nó không phải của cá trách nhiệm của cá nhân tôi, mà nó là không những thế, nó là trách nhiệm của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Từ nhiều năm nay, cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali luôn luôn phối hợp cùng với lại Liên hội cựu chiến sĩ và tập thể chiến sĩ để mà tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Thì cái việc tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 đầu tiên là nó trực thuộc về Liên hội cựu chiến sĩ, và sau đó từ khoảng 9-10 năm nay thì Liên hội cựu chiến sĩ đã ủy thác cái trách nhiệm này cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Tuy thế, chúng tôi vẫn hàng năm vẫn cùng với đại liên hội của chiến sĩ, tập thể chiến sĩ để mà đứng ra phối hợp với nhau và tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 ở ngay tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thưa anh. Năm nay vì tình hình Covid, chúng tôi không được phép của thành phố Washington tổ chức dưới chân tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thành ra chúng tôi không nghĩ rằng không thể cứ để khói nhang mai một, thành tựu ra chúng tôi xin phép được xin phép hội đền Thánh Trần để mà tổ chức ở ngay dưới linh tượng của Đức Thánh Trần, cũng sẽ có một bàn thờ tổ quốc nhỏ nhỏ để mà tất cả mọi người cùng đến thắp nhang tưởng niệm đến các anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là những người đã vượt biển trên đường tìm tự do. Thì nhưng cái việc này chúng tôi cũng cảm thấy rất là thắc mắc và cũng rất là buồn, là mặc dù đã nhiều lần thỉnh thoảng nói thành phố Washington là thay vì không cho phép chúng ta làm lễ tưởng niệm lớn như mọi năm thì có thể nào cho chúng ta làm một cái lễ tưởng niệm đơn giản, giới hạn trong số người tham dự, bật theo tuân thủ theo cái hướng dẫn của thống đốc từ bang California để mà giữ cái vấn đề an toàn về sức khỏe cho mọi người. Nhưng mà 5-7 lần đều bị từ chối. Không những thế, chúng tôi còn bị khuyến cáo là nếu mà cứ chỉ làm đơn giản nhưng mà có một bàn thờ hay là mang vòng hoa đến tượng đài chiến sĩ thì cũng là vi phạm luật của thành phố và sẽ bị cảnh sát thành phố Washington bắt phải giải tán, bắt phải ngưng lại. Nhưng mà thưa ông, hình như Khải nhớ không lầm thì hình như là hồi hôm qua, hồi hôm kia gì đó là cũng có một số tổ chức nào đó, cũng là những cái vị nhân sĩ, dân cử cũng đã tổ chức ở cái tượng đài, ở cái công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, phải không ạ? Đúng là như thế thưa anh, và vì vậy mà chúng tôi cảm thấy rằng có một cái điều gì đó nó không ổn và chúng tôi rất buồn về chuyện đó. Khi mà cộng đồng cũng như là cái tổ chức của người Mỹ, những người lính Mỹ mà đã tham chiến ở Việt Nam, họ
thâu nhỏ, chỉ khoảng chừng hai mươi mấy hoặc tối đa là 30 người. Họ ngồi cách xa, ngồi ngoài bãi cỏ công viên, ngồi cách xa để mà cùng nhìn đến tượng các chiến sĩ Việt Mỹ đã chiến đấu trong trận chiến Việt Nam. Thì họ được cảnh sát thành phố Washington gửi thư đến yêu cầu phải hủy bỏ cái buổi tụ tập đó vì không được phép, và nếu không làm thì sẽ bị phạt và thành phố sẽ đến dẹp nếu mà họ cứ tiếp tục làm cái chuyện đó. Thế nhưng mà trong cái thứ ngày thứ như là ngày thứ sáu vừa rồi, đúng vào buổi trưa, thì đảng dân chủ của quận Cam, tức là Democratic Party of Orange County, và với cái sự điều hợp của cô Chu Liên Điệp là một cái người chair của về vấn đề mà Việt Media trong đảng dân chủ, thì cô là người đứng tên đã đứng ra cho cái bức thư kêu gọi truyền thông báo chí thông báo cho truyền thông báo chí đến tượng đài chiến sĩ vào trưa ngày thứ sáu để mà tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Thế thì họ tổ chức rất là lớn anh, là có âm thanh rất là đầy đủ và cũng có khá đông, trong đó có một số cơ quan truyền thông báo chí được mời đến. Thì những người tham dự gồm khi mà gồm có cô Chu Liên Điệp, ngoài ra còn có ông Lý Vĩnh Phong đứng ra trong vai trò MC, và ông Lý Vĩnh Phong là phụ tá cho đơn vị Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ là Alan Lovato, kỳ hạn 47. Ngoài ra có ông dân biểu Alan Lovato, dân biểu Quốc hội Luxuria, kỳ hạn 46, thượng nghị sĩ Tom Umberg của tiểu bang California, thượng nghị sĩ John Newman, thượng nghị sĩ Dave Mean, thị trưởng thành phố Irvine là Farah Khan, phó thị trưởng Irvine là bà Tammy Kim, là một người đại hàng. Ngoài ra còn có phó thị trưởng thành phố Garden Grove là cô Kim Nguyễn, nghị viên Thu Hà Nguyễn, và đặc biệt là nghị viên của thành phố Westminster là ông Carlos Manzo, hai nghị viên của thành phố Huntington Beach là nghị viên Dan Carmick, nghị viên Natalie Moser, nghị viên của thành phố Santa Ana là cô Thái Việt Phan, và Westminster School District Trustee là ông David Johnson, Huntington Beach School District là bà Diana Carey, và bà này cũng là cựu nghị viên của thành phố Westminster, và Midway City San Diego District Director là ông Sergio Contreras, và ông này cũng là cựu nghị viên của thành phố Westminster. Ngoài ra có những người khác ở trong cộng đồng chúng ta, là có luật sư Đỗ Phủ, ông Tạ Trung, bác sĩ Mai Khanh Trần, và hai người nữa, một người là ông Đoàn, tôi cũng được biết là chỉ biết là ông ta là phụ tá cho cựu dân biểu Quốc hội Hali Rura. Thì anh thấy cái bằng đó, những người đó, đặt tất cả những người này đều là thành viên của đảng Dân Chủ, thành thực ra anh thấy họ tham dự cái buổi lễ quốc hạch 30 tháng 4 do đảng Dân Chủ quận Cam tổ chức, và đây là lần đầu tiên họ tổ chức. Cái điểm mà chúng tôi cần phải thấy nó không ổn ở đây là như vậy. Ít nhất là nghị viên Carlos Manzos, nghị viên Sergio, cựu nghị viên thành phố Webster là Sergio Contreras, và cựu nghị viên thành phố Webster là Diana Kelly, và hơn nữa là ba thượng nghị sĩ của tiểu bang California là ông Tom Umberg, ông Josh Newman và ông Dave Mean. Thì những người này phải biết rằng, biết rất rõ rằng là thống đốc tiểu bang California là Josh, là ông Gavin Newsom. Ông Newsom đã ra lệnh là không được phép tổ chức các buổi public event ở những công viên của thành phố. Và thành phố Westminster cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần và đã cảnh cáo nhiều lần rằng là bất cứ tổ chức nào tổ chức ở tượng đài chiến sĩ trong cái mùa Covid này là vi phạm luật tiểu bang và vi phạm luật thành phố Westminster, và cảnh sát của thành phố Westminster sẽ đến đẹp và có thể quý vị đó sẽ bị phạt. Vậy mà mấy chục người này tổ chức ở ngay tượng đài chiến sĩ, ngay đối diện với sở cảnh sát luôn. Vâng, đối diện với lại sở headquarters, tức là trụ sở chính của cảnh sát Westminster, với ông Thanh như vậy.
thì đương nhiên là quý vị nhân viên trong sở cảnh sát của thành phố Windsor phải nghe thấy và phải nhìn thấy là biển không phải là chỉ có 2-3 người mà tới cả mấy chục người có mặt ở đó, và chương trình kéo dài tới cả gần 2 tiếng đồng hồ. Thì có hai vấn đề được đặt ra là tất cả quý vị này hay là ít nhất là một số nhiều người trong số mấy chục người này là những người hiểu luật, là nghị viên, thị trưởng của các thành phố đều hiểu rất rõ luật của thống đốc Newsom. Và không những thế, thượng nghị sĩ của tiểu bang California bắt buộc phải biết cái luật của ông Newsom. Và tôi nghĩ những người còn lại như là dân biểu quốc hội liên bang thì tôi nghĩ có lẽ cũng phải biết, nhưng mà tạm thời cứ nói, cứ cho là những người đó xa, họ không chú ý đến luật lệ, anh tự họ không biết đến đi. Nhưng mà những người kia phải biết tại sao lại vẫn ngang nhiên là những cái việc mà đi ngược lại luật lệ của tiểu bang và luật lệ của thành phố. Điều thứ hai là cộng đồng tha thiết chỉ xin làm đơn giản, không có âm thanh, chỉ để một bàn thờ thật nhỏ tại tượng trưng cho bàn thờ quốc tổ và lưu hương, để mà tất cả đồng hương, những ai đi ngang qua muốn dừng chân lại thắp một nén nhang, chỉ muốn làm đơn giản như vậy cũng không được, và cũng bị hăm đe là nếu làm cảnh sát sẽ đến dẹp và quý vị có thể bị phạt. Thưa anh Pháp Bùi, ý anh nói không có âm thanh đây là không có loa điện, không có dùng hệ thống loa điện. Đúng rồi, thế thưa anh, theo luật của thành phố đó, bất cứ tổ chức nào trước cái thời Covid, bất cứ một tổ chức nào muốn tổ chức ở tượng đài chiến sĩ mà có âm thanh điện, tức là amplified sound đó, là phải xin giấy phép ở thành phố Westminster. Và nếu mà trên 100 người, dù có hay không có âm thanh cũng phải xin giấy phép. Trong trường hợp này họ tổ chức có âm thanh, thành ra nếu mà không xin giấy phép thì tức là vi phạm luật thành phố. Thứ hai là vì vấn đề Covid, dù cho có xin giấy phép cũng vẫn không được, là bởi vì không, luật của tiểu bang đã ngăn cấm không cho phép tổ chức ở bất cứ nơi công cộng nào. Thì bằng chứng điển hình là cộng đồng xin chỉ có chừng 5-3 người lập một cái bàn thờ nhỏ, và thỉnh thoảng bất cứ có một cư dân nào đi ngang qua mà muốn ghé đến để thắp một cái nhang rồi đi về cũng vẫn không được. Huống hồ đây là họ tụ tập tới gần 2 tiếng đồng hồ, có em đi pha sao là có âm thanh có hệ thống âm thanh, hệ thống âm thanh điện, có âm thanh cục điện, là một cái vi phạm trầm trọng đối với luật của thành phố cũng như là đối với luật trưởng bang. Thì anh biết đó, những người dân cử phải là những người tôn trọng luật pháp. Chúng ta vẫn thường nói là cảnh sát phải tôn trọng luật pháp, thì cảnh sát mà không tôn trọng luật pháp không thì còn nói năng gì nữa, anh em. Thành ra tôi thấy cái việc này tôi rất là bất nhẫn, và tôi dự định là thứ hai khi mà thành phố mở cửa lại, tôi sẽ đặt vấn đề này với lại cảnh sát cũng như là cơ quan dịch vụ cộng đồng của thành phố Westminster để xem thứ nhất là họ có xin phép hay không. Thứ hai là tại sao họ lại được tổ chức mà cộng đồng cũng như là hội những người công nhân người Mỹ mà trước đó Việt Nam không được tổ chức mà còn bị đăng đe. Và thứ ba là nếu họ không xin phép mà họ tổ chức đại như thế thì tại sao cảnh sát thành phố Westminster không đến để mà yêu cầu những người này dẹp đi? Phải chăng tôi không biết là chuyện gì đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có cái trách nhiệm phải hỏi là phải chăng là vì những người này là dân biểu quốc hội quyền cao chức trọng, những người này là thượng nghị sĩ tiểu bang, và có kể cả có luôn cả ông một người nghị viên của thành phố Westminster là ông Carlos Manzo có mặt, thành thử ra cảnh sát của Westminster đã nhắm mắt bịt tai để làm ngơ cho những người này tổ chức. Nếu mà quả thật như thế thì không chấp nhận được, là bởi vì thứ nhất các dân cử càng phải tôn trọng luật pháp chứ không thể làm bừa được. Thứ hai là thành phố không thể nào mà thiên vị sợ những cái thế lực của các vị dân cử mà lại làm lơ, trong khi bắt nạt những tổ chức khác như là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và hội quân nhân, cựu quân nhân người Mỹ chiến đấu ở Việt Nam rồi. Dạ vâng, thưa anh Pháp Bùi, nghị viên Pháp Bùi, và kính thưa quý vị, Khải, nếu mà Khải nói cái này thì nó hơi mâu thuẫn. Tức là với cương vị một cái người khách mời trên nửa vòng trái đất TV, thưa anh Pháp Bùi, cách đây mấy hôm một tuần, thì khi mà được hỏi
là có cái sự khác biệt gì vào cái tháng tư đen ngày 30 tháng 4 năm nay ở Lê Đồ Sài Gòn, thì Khải đã đưa ra một cái giả thuyết nói rằng là cái tinh thần chống cộng, đúng không ạ, của cộng đồng người Việt hải ngoại, có lẽ nói như lời bác Nguyễn Mạnh Cường là gió đã đổi chiều, hoặc là ván bài lật ngửa, tức là cái tinh thần chống cộng nó đã lửa nó đã tắt rồi, cho tàn khói lạnh rồi, nhưng mà cho phép Khải đổi cái nón truyền thông hôm nay để nói chuyện với nghị viên Phát Bùi. Thưa anh Phát Bùi, giống như Khải nói đó, những người mà gọi là cộng sản, là cuồng cộng trong nước, mà tụi Khải gọi là dư luận viên bò đỏ đó, thì họ thay vì như Khải chỉ đưa ra nhận định, còn họ là họ mỉa mai, họ nói là người Việt tị nạn ở quận Cang bây giờ, tức là chống gậy còn không được nữa, làm sao mà chống cộng, đúng không ạ? Có mà trên tinh thần thưa anh là không phải năm nay là năm thứ 46 đâu, nhưng mà đối với Khải là lần thứ 45, lần thứ 45 quý vị tưởng niệm ngày Quốc Hận. Thành ra nếu mà nói về cái ý nghĩa tinh thần, đúng không ạ, nó mang một cái dấu mốc lịch sử, thì Khải muốn hỏi hỏi anh với tính cách một nghị viên, giả dụ ở thành phố Garden Grove cư dân đến yêu cầu thành phố Garden Grove cho phép họ tụ tập tổ chức, đi ngược lại với cái lệnh của cái sắc lệnh của thống đốc Gavin Newsom, tại vì cái cuộc tưởng niệm này nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở Garden Grove, thì anh sẽ giải quyết ra sao? Thưa anh, việc đầu tiên là tôi sẽ bỏ phiếu yes để cho người Việt có thể tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4. Tôi nghĩ nó không có gì quá đáng. Cái điều mà chúng ta cần phải đưa ra là dĩ nhiên chúng ta không thể làm rất lớn được, là bởi vì không nên đi ngược lại cái tinh thần muốn có an toàn cho cái vấn đề Sức đại khỏe cộng dịch đồng. Covid và không ngăn chặn cái việc đó nó chặt lan trở lại. Tuy nhiên không có cái gì sai trái cả trong cái việc mà chúng ta vẫn giữ khoảng cách social distance ít nhất là 6 feet giữa các gia đình đến dự cái lễ tưởng niệm. Thứ hai là chúng ta tổ chức nó tuy là nó có đơn giản đi nữa nhưng mà nó nghiêm trang thì vẫn là một cái điều tốt để mà nhắc nhở đến mọi người về cái ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Và quan trọng hơn là để cho đồng hương có cái dịp thắp nhang cũng như là thắp nến tưởng niệm đến những người đã hy sinh vì đất nước hoặc là bỏ mình trên biển cả. Nhưng mà Tôi thưa anh, nếu em mà như nghĩ là vậy không đó, có làm cái việc đó như và vậy nó tôi có đi ngược lại với luật tiểu bang hay không, và tiểu bang có quyền gọi là cấm thành phố anh tổ chức hay không? tin tưởng chắc chắn rằng thống đốc Newsom sẽ không có cái hành động nào để mà phạt chúng ta hay là để là đàn áp chúng ta trong cái việc đó. Khi nào mà đặc biệt là nhất là khi chúng ta vẫn tuân thủ theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế là giữ khoảng cách 6 feet giữa người này kia, vẫn đeo khẩu trang. Anh thấy ở ngoài biển người ta đi ra đông như thế, Cách đây mấy cổ tuần áo KKK họ tổ chức diễn hành. đúng vậy, hoặc là những người biểu tình Black Lives Matter không đeo khẩu trang mà chính quyền còn không làm gì. Huống hồ trong cái việc mà tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Hận, chúng ta tuân thủ theo tất cả những cái là điều đòi hỏi của Bộ Y tế, thì tôi nghĩ rằng ông thống đốc Newsom sẽ không có làm khó gì thành phố khi mà họ để cho chúng ta làm cái việc Tức đó. là anh có quyền make an exception, đúng không ạ? Cho phép tổ chức là một cái trường hợp đặc biệt, giấy phép đặc biệt. Đúng 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 như thế rồi anh. Và chúng ta thấy là những cái party ở tiểu bang này tiểu bang kia, ở Florida, ở Huntington Beach người ta đi biểu tình hoặc là người ta đi party ở ngoài biển, thống đốc có cho người xuống để mà dẹp hay là phạt thành phố đâu. Tất Nhưng cả những cái lệnh của tổng thống đó nó có tính cách hướng dẫn, nếu mà chúng ta tuân theo thì chúng ta phải làm theo trong cái khía cạnh tại ngoại như vậy. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây là chúng ta phải xin phép và phải báo cho thành phố, và thành phố phải công bằng với tất cả mọi tổ chức, chứ không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ cho mấy chục người ở trong đảng Dân Chủ, có cả dân biểu quốc hội, thượng nghị sĩ tiểu bang, vì họ có quyền quá thế mà nhắm mắt làm ngơ cho họ, trong khi đàn áp và ăn hiếp những cái tổ chức tư nhân như là cộng đồng người Việt quốc gia nam cali.
Mà cái chính giống như Khải nói, thưa anh, giống như Khải nói, Khải không phải là cái người nên nói cái này, nhưng mà tại vì với vai trò truyền thông, Khải thấy được vấn đề, Khải có quyền nói, chứ đây không phải là cái quan điểm của Khải, đúng không ạ? Tức là ý Khải nói là nếu mà tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4 nó mang một ý nghĩa đặc biệt, đúng không ạ? Rất là gọi là trang trọng, rất là coi như là nhất là đây là lần thứ 45 chúng ta kỷ niệm. Tại vì anh nhớ năm 76 mới tưởng niệm lần đầu tiên, thì năm nay là lần thứ 45 để mà tưởng niệm ngày 30 tháng 4, thì nó mang một cái dấu ấn đặc biệt. Thành ra Khải nghĩ là nếu mà Khải là một cái người tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đúng không ạ, tự xưng là dân chủ dân cử quốc gia, thì bắt buộc năm nay Khải xin lỗi, nếu mà ông Gavin Newsom ông đến trước mặt Khải, Khải cũng xin phép bất chước Ngô Kỷ chỉ mặt ổng, nói là tôi sẽ tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm nay, ông làm gì tôi? Dạ mời Thưa em. anh, luật của tiểu bang vẫn cho phép chúng tôi tổ chức ở những nơi tư nhân, Dạ. và vì vậy mà mặc dù không được nhiều lần yêu cầu mà không được thành phố Westminster cho phép chúng tôi tổ chức ở tượng đài chiến sĩ, nhưng mà tôi cũng không thể nào mà bỏ không tổ chức. Vì vậy mà tôi sẽ tổ chức ở dưới tượng Thánh Trần, tuy mà nó không được lý tưởng bằng dưới chân tượng đài chiến sĩ, nhưng mà dù gì đi nữa cũng có một cái bàn thờ quốc tổ, nơi một cái nơi trang nghiêm là lưng tượng Đức Thánh Trần, để đồng bào đến thắp nén nhang tưởng niệm đến những người đã hy sinh vì đất nước hoặc là hy sinh trên đường nước biển. Bây giờ anh có một cái điểm như vậy, nếu tôi là thị trưởng thành phố Westminster thì tôi sẽ tạo cái điều kiện dễ dàng để cho các hội đoàn có thể tổ chức tượng đài 30, tượng đài chiến chiến binh nước Mỹ, bởi vì nó là điều cần thiết. Tuy nhiên tôi thấy họ không làm điều đó, họ không chú tâm đến điều đó mà lại lo những cái chương trình khác. Đó là một cái điều phải nói rằng là phải đáng trách, tại vì mình đã là người Việt tị nạn thì đến và là con người Việt Nam thì chúng ta phải tưởng nhớ đến quốc tang 30 tháng 4 mới được. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada, và có thể nói lần lượt tất những người đến để tiếp xúc với là Lương Y Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, Lương Y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông, khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc, nói không được, và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại quận Cam. Và hôm nay chắc là cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đoàn Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn Lương Y Võ Hoàng Yên cũng như là các đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà Lương Y Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt, và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cũng như là xin một lần nữa cảm ơn Lương Y Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để ông để có mặt ngày hôm nay.
để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa Lương Nghi, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính Lương Nghi. Hôm qua thì Lương Nghi thấy không khí ở quận Cam như thế nào thưa Lương Nghi? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình. Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ nơi đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc nhưng Việt. Nhưng mà lại gần quê với Lương Y, cũng gần tới Cà Mau mà. Quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế Lương Y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, tới hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế Lương Y dự trụ có sẽ giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm Lương Y không? Dạ, cố gắng hết sức mình chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là Lương Nghi Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến quận Cam của chúng ta. Và ông như lời Lương Y Võ Yên cho biết rằng ông sẽ ở lại quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.